Giấc mơ sẽ mãi không trở thành hiện thực khi nó không được vun đắp bằng niềm đam mê cháy bỏng. Và thời trang Việt cũng vậy, nó như một đóa hoa đang chớm nở bởi sự vun đắp của những niềm đam mê như thế. Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam International Fashion Week được tổ chức, ghi tên Việt Nam lên bản đồ thời trang thế giới, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc của thời trang Việt. Và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, thay mặt cho ban tổ chức, tôi chính thức tuyên bố khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Có thể nói hôm nay là một ngày mà Thạnh đã mong chờ trong suốt hơn 20 năm làm về công việc thời trang. Một tuần lễ thời trang quốc tế đúng nghĩa đã có mặt tại Việt Nam, và đó là một tín hiệu vô cùng đáng mừng và cũng vô cùng tự hào. Việt Nam International Fashion Week là nơi gặp gỡ của hàng trăm nhà thiết kế và thương hiệu thời trang đến từ gần 30 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Gần 50 đơn vị đồng hành xuyên suốt trong sự kiện, hơn 1.000 người mẫu và hàng ngàn lượt khách đến tham gia sự kiện, cùng hàng chục triệu lượt theo dõi trên các kênh truyền thông và mạng xã hội toàn cầu. Những con số ấn tượng mà tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week gặt hái được đã khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của sự kiện đến sự phát triển của nền công nghiệp thời trang Việt Nam. Nếu như tôi không thấy rằng đây là một tuần lễ thời trang có chất lượng thì chắc là tôi cũng sẽ không tham gia. Every designer collection requires a complete look, and as L'Oreal Professionnel are the world leaders in hair fashion, we are very proud to collaborate with Vietnam International Fashion Week. This is a natural partnership that is built on trust and the commitment to produce award-winning fashion seasons that would delight and surprise the audience. Sau mùa tổ chức đầu tiên, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week đã để lại tiếng vang lớn trong lòng khán giả. Chính điều đó đã khiến tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week 2015 trở thành điểm đến của những nhân vật tầm cỡ trong làng thời trang thế giới. C'est super. En même temps, beaucoup beaucoup de jeunes générations qui j'ai l'impression intéressent beaucoup la mode, et du tout ça c'est génial. Je sens beaucoup d'énergie. Bên cạnh đó, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week đã bắt đầu trở thành sự kiện được các hãng truyền thông trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm, và là nơi có sự kiện thảm đỏ được mong chờ nhất. Nhìn tất cả các anh các chị ăn mặc vô cùng đẹp, nó sẽ là một cơ hội cho mình tiếp xúc nhiều hơn với thời trang. Năm 2016 tiếp tục đánh dấu sự thành công của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, khi tổ chức thành công tuần lễ xuân hè tại thành phố Hồ Chí Minh và thu đông tại thủ đô Hà Nội. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam chúng ta năm nay được diễn ra hai mùa, xuân hè và thu đông, và tại hai khu vực thành phố lớn và cũng là hai trung tâm thời trang của cả nước. Đó là một cái sự bắt kịp của xu hướng thời trang thế giới và đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng hiện nay. Bên cạnh đó, 2016 cũng là năm đánh dấu sự ra đời của xu hướng chụp hình street style đầy sôi động, quy tụ các fashionista nổi tiếng trong và ngoài nước. Các cuộc hội thảo xúc tiến thị trường liên tục được diễn ra trong khuôn khổ của sự kiện đã mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu giữa các nhà thiết kế, thương hiệu trong nước và quốc tế. Qua mỗi một mùa, Canifa đều đón nhận được cái sự yêu mến của khách hàng với nhãn hàng. Canifa hoàn toàn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Sự vào cuộc của các thương hiệu trong và ngoài nước đã chung tay vì một tuần lễ thời trang quốc tế phát triển bền vững. Trung tâm Nội thất Phú Sinh muốn mang đến những cái gì mới nhất về ngành thiết kế nội thất. Nội thất nó cũng như thời trang, cái gì tinh túy và đẹp nhất nó đều được thể hiện trên từng nét của sản phẩm. Maybelline New York sẽ tham gia vào việc hoàn thiện và tôn vinh những bộ thiết kế thời trang của các nhà thiết kế bằng cách giới thiệu những xu hướng trang điểm mới nhất từ New York và phù hợp nhất với người tiêu dùng tại Việt Nam. Khách sạn New World Sài Gòn chúng tôi cung cấp những dịch vụ đẳng cấp, phong cách phục vụ chuyên nghiệp kết hợp với ẩm thực Á Âu phong phú đa dạng, sẽ giúp cho các nhà thiết kế sẽ có những cái sự trải nghiệm tuyệt vời và giúp cho họ có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc trình bày bộ sưu tập của mình trong chương trình. Sự xuất hiện của các tên tuổi các nhà thiết kế chứng tỏ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đã và đang tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của một tuần lễ thời trang mang đẳng cấp quốc tế, là cầu nối đưa thiết kế Việt hội nhập cùng thế giới. Coming back from Paris Fashion Week, one of many things that I realized, we are not far away from a fashion show dream. Vietnam International Fashion Week had opened up a lot of opportunity for young designer like me to reach out further for international market. Đỗ Long kỳ vọng mọi người sẽ có một cái nhìn khác và mình cũng muốn mang một cái làn gió mới đến cho làng thời trang Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở đó, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week còn nhận được sự quan tâm của các nhà chức trách trong nước và quốc tế, nâng tầm tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn. Tôi rất tự hào với người làm quản trị, đang quản lý một ngành dệt may Việt Nam trên 6.000 doanh nghiệp sản xuất, nhưng chưa có một tổ chức, một con người nào dám khẳng định rằng cái vị thế tầm vóc của ngành thời trang của Việt Nam đã đứng ở trên bản đồ thế giới. Thì hôm nay Trang nên làm điều đó. Kỷ niệm nhiều nay nó đã vượt lên trên cả ý nghĩa thời trang, nó lại mang một cái ý nghĩa văn hóa. Mong rằng là chị sẽ tiếp tục làm được nhiều cái việc lớn hơn cho sự phát triển của thời trang Việt Nam. 2017, năm đánh dấu cột mốc quan trọng của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam khi bước qua mùa thứ 5 tổ chức, mở ra nhiều cơ hội hội nhập quốc tế cho thời trang Việt khi có sự tham gia của các tổ chức đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Vietnam International Fashion Week, it brings together many, many actors, Vietnamese, from Asia, from around the world. It's a great opportunity for all of us to learn, to get creative, to get inspired from one another. Very excited, but at the same time also very nervous because this is the first time I got to showcase an Australian designer at Vietnam International Fashion Week. Yeah, I just hope that my collection will be able to take the audience on a journey to experience what La Belle Vie is all about, which is a beautiful life. Hiện tại tôi rất là hào hứng và không thể chờ đợi được nữa, rất mong muốn được đến giây phút trình diễn bộ sưu tập Dolce Vita tới toàn thể các quý vị yêu mến thời trang. Chúc Vietnam International Fashion Week xuân hè 2017 thành công rực rỡ. Có thể nói rằng, bước sang một giải thứ 5, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week đã tạo nên những giá trị to lớn, mà ở đó, thời trang Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới. Với những thành quả đã đạt được, chúng ta có quyền mơ ước về một Việt Nam có nền công nghiệp thời trang sánh vai với các kinh đô thời trang lớn trên thế giới như Paris, London, Italia hay Hàn Quốc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week.